Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 27 tháng 4, tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1234.75, phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của tác giả Trần Mai Hạnh đã ra mắt độc giả. Với việc thẩm định và xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cơ quan xuất bản sách chính trị của Đảng và Nhà nước đã cấp giấy khai sinh cho biên bản chiến tranh 1234.75 đi vào cuộc sống với số phận của mình. Tác phẩm Biên bản chiến tranh 1234.75 ra đời năm 2014 do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành. Cuốn sách đã nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng văn học ASEAN. Cho đến nay, tác phẩm đã tái bản 3 lần với số lượng lớn và tháng 4 năm 2017, cuốn sách đã được dịch sang tiếng Anh. Cuốn sách đó đối với tôi sống với nó được bởi vì tôi đã từng trải qua cuộc chiến tranh. Trên cuốn sách nó hấp dẫn đối với tôi và tôi đã dịch được cuốn sách đó. Biên bản chiến tranh 1234.75 được đánh giá như một biên niên sử chân thực, sống động về những ngày cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Đặc biệt là ca ngợi sự hy sinh, gian khổ của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tác giả coi đây là món quà số phận dành cho cuộc đời làm báo nhiều sóng gió thăng trầm của ông. Nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh chia sẻ, việc ra mắt tác phẩm đúng dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là niềm hạnh phúc ông không dám nghĩ đến.